họ vẽ AutoCAD thiết kế bản vẽ kỹ thuật cho ngành kiến trúc nội thất cơ khí. Đăng ký ngay khóa học AutoCAD tại Tin Học Sao Việt để được nhanh chóng nắm vững các kiến thức và kỹ năng về thiết kế, triển khai bản vẽ kỹ thuật 2D, 3D trên phần mềm AutoCAD. Bạn sẽ ứng dụng được kiến thức sau một khóa học tại Trung tâm Tin Học Sao Việt. Với sự hướng dẫn tận tình của giáo viên là kiến trúc sư, kỹ sư đại tài và nhiều năm kinh nghiệm, cùng phương pháp học thực hành cầm tay chỉ việc qua các dự án thực tế. Đến với Tin Học Sao Việt, học AutoCAD để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực thiết kế bản vẽ kỹ thuật các bạn nhé.